Trong một thông báo đáng chú ý, tập đoàn Boeing hôm qua đưa ra khuyến cáo về nguy cơ đóng băng động cơ trên các dòng máy bay 747-8 và 787 sử dụng động cơ do General Electric chế tạo. Boeing cũng yêu cầu 15 hãng hàng không nên tránh bay những chiếc máy bay này gần các khu vực có bão gió. Và sau lời cảnh báo này, thì hãng hàng không Japan Airlines tuyên bố là họ sẽ thay thế các Dreamliner trên các tuyến Tokyo-Delhi và Tokyo-Singapore bằng các loại máy bay khác. Hãng này đồng thời cũng từ bỏ kế hoạch sử dụng máy bay 787 trên tuyến Tokyo-Sydney từ tháng 12 tới. Lời cảnh báo của Boeing được đưa ra sau khi 6 sự cố đã xảy ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 11 trên 5 chiếc 747-8 và 1 chiếc 787. Người phát ngôn của GE cho biết những sự cố này xảy ra sau việc hình thành các tinh thể băng, đầu tiên là ở phía sau cánh quạt trước, từ đó tiếp tục lan dọc theo động cơ. GE cũng cho biết là hãng này và Boeing đang nghiên cứu thay đổi các phần mềm của hệ thống kiểm soát động cơ nhằm loại bỏ những vấn đề này.